Hân xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay Hân tiếp tục ra đồng để đi bắt cá. Thì bữa nay Hân đi vô trong cái hầm nuôi trứng nước á, để Hân đi mò cá theo mấy cái hang, mà cũng không biết có hang ở dưới không nữa. Thì bây giờ Hân mời cô chú anh chị các bạn cùng đi với Hân nha. Bữa nay là Hân đi hơi sớm hơn mọi bữa. Ngay đi hơi sớm. Này đi xuống dưới đây. Thì bắt đầu mình mò theo cái giặt hầm này cả nhà. Mò theo cái vạt người ta nuôi trứng nước, cái hầm nuôi trứng nước cả nhà. Có người ta đi đặt lợp tép nữa đó, nguyên một xe tép chờ bán. Không thấy hang gì chứ. Có hang mà hang nó cạn cạn. Bây giờ không có cá cả nhà ơi. Không phải là không có cá mà là không có hang á. Cái hầm ta nuôi trứng nước á, là ta bơm nước ra vô quậy cho nên nó không có hang. Thì bây giờ Hanh đi bắt ốc quắn rồi bẻ ra muốn vô ăn cơm luôn. Đi qua bên kia bắt ốc quắn cả nhà. Này đem lưới ra giăng chúng rồi. Muốn tốt tốt không à? Như chỗ này ốc dữ luôn. Bắt ốc rồi, thả bao tay ra. Ốc còn nhỏ cái nhà này. Cây cua kìa. Dạ. Lựa con nào bự mình bắt, còn con nào nhỏ mình không bắt cả nhà. Rau muống coi nè, cộng nào cũng thấy. Con nào. Ốc về về luôn á mà cho nhỏ xíu. Lựa con bự mình bắt. Ở dưới giò của Hanh là nằm lớp lớp ở dưới luôn á, nhưng mà chắc là mấy con chết. Nó vô dạng luôn. Về kho luôn, kho phở luôn.
Lễ Thanh Mò. Ở ngoài đó mà thấy ốc nhỏ quá, thấy gì đi dọn dẹp cái bờ hầm mò ốc cành cành không có nha. Đây nè, ốc con nào cũng nấy nái nái luôn á. Ui ui, bự nè, nào cũng nấy nái nái luôn. Để mò ngoài đó không có mò đi dạt rau muống á, con nhỏ nhỏ không à. Cái đi thấy gì đi mò theo dạt hầm con cành cành không. Ừ, ốc bự không. Có chèn ốc quắn chỗ này con bự bự không cả nhà. Con bắt lên con bự á, cái mấy con nhỏ nó đeo trong con bự á lừ luôn. Bự hút cành cành nữa mà. Đưa tay xuống một đống, đưa tay xuống một đống. Ở cái bờ hầm trứng nước này gì mà ốc cành cành cả nhà. Nhưng mà đó giờ không biết. Tại nó ốc nhỏ, tại vì nó nằm trên rau muống á, nó đeo mấy con nhỏ nhỏ mà. Để mình bắt cái ngoài khúc ngoài đó đó. Con nhỏ 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 không à, nản ghê. Thấy vậy đi mò thử. Dạt hầm này cái con cành cành không. Cây đều. Đều ốc con nhiều. Ốc này dày. Luộc xả chấm tấm mè nha. Tớ tài. Cây đều ốc. Bắt ốc thấy mê luôn. Gà xuống tay một đống. Mà mình lượng bự mình bắt thôi. Ốc vàng luôn. Ốc vàng, ốc đen. Cái này hang nó nằm tuốt ở dưới nè. Dưới á, còn mấy cái ở trên này á do người ta khai nước ra vô hoài, bơm nước ra vô hoài á. Cho nên không có hang. Có hang mà khi nào người ta tát hầm ra là hang nó nằm lớp dưới nhiều.
Bữa nay là đi mò cá mà thành đi bắt ốc luôn rồi cả nhà. Ui. Cái ốc còn cành cành không? Cỡ này không? Cái ống nước mà nó đeo ốc lừ con luôn cả nhà ơi. Còn đây kìa. Ốc nhỏ, nó đeo là đeo ốc nhỏ không à. Còn ốc bự nó nằm lan ở ngoài không à. Được mớ. Lấy quay bắt nãy giờ thấy cũng lâu đó, tới chiều chiều xuống. Bữa nay mình đi sớm hơn mọi bữa. Ốc u mà trong đây nó đen thù lùi à. Ba con nó bự coi nè. Cái ốc nhỏ nó ưa đeo cái miệng. Nó cầm cầm nó. Ôi, bữa nay bắt cái mê luôn rồi. Nó đeo là cỡ đó không á, nhưng mà ốc nhỏ. Ốc chèn ốc bự rồi. Ôi, con cua. Hụt vô rồi. Hạ cho nó đi. Ốc hầm ở trong hầm này hình như là ốc già hay sao quá cả nhà ơi. Nó đen mà nó còn bự nữa. Con nó đen nè cả nhà, nó đen mà nó còn bự nữa. Cái thùng này nó bị lủng mà nước nó vô. Thanh bắt ốc bu vàng với ốc quắn lộn xộn luôn. Bây giờ như này cũng đủ ăn rồi, Thanh đi hái rau muống nhưng mà hái mới rau muống. Hái về bóp gỏi. Nên mình đi hái dài dài vô luôn cả nhà. Rau muống cũng non non non. Đây nè.
Không, không muốn nó dài ồn nè. Ghiền ốc quá trời, ghiền ốc rồi, ốc còn cành cành không à. Bây giờ anh đi dạy ra ngoài đó bẻ cái nhà, ở đây nó thưa quá. Dạy ra mình bắt lỗi cái nhà, bắt lỗi chấm với ốc sả ớt. Còn muốn nó non ghê luôn, để làm rớp rớp rớp. Nên mà có cá cắt về cái mình sắc ra khúc 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 phanh phanh nhỏ nhỏ cho cá ăn. Đi đảo lại dài 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 đắng, nó một khúc thôi là đủ dư ăn luôn. Hả, sao lại vứt tùm lum vậy? Quá trời, nó muốn nó non luôn, cái này ăn nó ngon lắm luôn. Dạ, ngứa cái lưng dữ vậy, xong nó bắn luôn. Ngứa cái lưng dữ vậy cả nhà ơi. Rồi vừa là đủ ăn rồi, đi ra đây ngủ rồi. Có cộng gì vậy? Vừa tháo cái áo khoác ra rửa nè. Sâu nó vô trong áo nó về quá trời ngứa luôn. Sâu nó vô áo vậy, ngứa cái lưng nó rồi. Đây. Được một mớ rau muống này cả nhà, một bó luôn, cái này vô bắp gỏi ha, ăn đã luôn. À, vô bắp gỏi ăn đã đời luôn. Với một mớ ốc này, ốc quắn với ốc bu thì Thanh đem vô Thanh sẽ kho sả ớt ăn cơm cả nhà. Còn rau muống là bắp gỏi ăn cơm. Thôi chắc này cũng lạnh rồi, Thanh vô. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào 7:30 tối mai nha. Bye bye cả nhà.